Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Vũ Audio. Và ngày hôm nay thì như ở tiêu đề video, mình sẽ nói chi tiết về chiếc tai nghe Chocolate mới nhất đến từ nhà Moondrop là Moondrop Spark, một chiếc tai nghe nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Với việc nằm trong khoảng giá tầm 2 triệu đồng thì có thể nói rằng chiếc tai nghe này là một sản phẩm mà các bạn không nên bỏ qua. Khi mà đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Moondrop, họ luôn mang tới chúng ta những chiếc tai nghe được mệnh danh là ngon, bổ, rẻ. Ví dụ như là trước đây thì chúng ta đã có hai chiếc tai nghe là Moondrop SSR và Moondrop SSP. Thì liệu rằng năm 2021 với chiếc tai nghe Chocolate đầu tiên của hãng thì hãng sẽ làm được gì? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình đã được trải nghiệm ở trên chiếc tai nghe này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cảm giác đeo. Thoạt nhìn qua thì Moondrop Spark thì có vẻ hơi lớn một chút để có thể đeo một cách thoải mái. Tuy nhiên thực tế mà mình trải nghiệm thì cái chiếc tai nghe này mang lại cho mình một cảm giác không hề cần tai. Mình có thể đeo thoải mái chiếc tai nghe này trong thời gian dài để nghe nhạc, xem phim hoặc là chơi game chẳng hạn. Tuy nhiên sẽ có một điểm mình muốn lưu ý dành cho các bạn, đấy là chiếc tai nghe này sẽ có một phần ống dẫn âm được làm khá là dài. Và chính vì vậy nên là nếu như với những bạn có khuôn tai bé chẳng hạn, có một phần ống tai khá là ngắn thì các bạn sẽ gặp phải hiện tượng là cái phần tai nghe này sẽ bị thò ra ngoài khá là nhiều. Tuy nhiên thì với những bạn có đôi tai bé thì các bạn vẫn có thể thoải mái yên tâm nhé. Tại vì chiếc tai nghe này nếu như thò ra ngoài khá là nhiều thì nó vẫn bám rất là chắc tai. Cũng như là các bạn có thể cải thiện bằng cách là trang bị thêm những cái phần tiếp tai nghe có kích cỡ khác nhau phù hợp với đôi tai của mình hơn. Tiếp theo là về chất lượng đàm thoại. Mặc dù là một chiếc tai nghe được trang bị một phần micro tích hợp trên ở bề mặt fiberglass, tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế của mình khi mình sử dụng để nghe điện thoại, âm thanh mà người ở đầu dây bên kia thì nhìn chung nghe khá là rõ ràng. Tuy nhiên thì chiếc tai nghe này vẫn bị gặp phải một yếu điểm giống như là ở trên những chiếc tai nghe được trang bị mic ở trên bề mặt fiberglass. Đấy là khi chúng ta đi ra ngoài có nhiều tiếng ồn, ví dụ như là tiếng gió chẳng hạn, thì chất lượng đàm thoại ở trên chiếc tai nghe này sẽ bị giảm đi một chút, phần micro sẽ không lọc hết tạp âm ở môi trường xung quanh. Tiếp theo là về phần trải nghiệm kết nối. Thì ở trên Moondrop Spark thì chúng ta sẽ được trang bị con chip bên trong là QCC3040, con chip mới nhất đến từ nhà Qualcomm. Chúng ta sẽ được sở hữu chuẩn kết nối không dây là Bluetooth version 5.2 mới nhất, cùng với những codec phổ thông cho tới cao cấp, ví dụ như là AAC, SBC và APTX. Và trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy thực sự ngạc nhiên. Từ khoản kết nối, mỗi lần mình tháo tai nghe ra khỏi vỏ hộp thì tai nghe sẽ tự động kết nối với điện thoại của mình, cũng như là khi mình làm việc ở trên văn phòng hay là mình nghe nhạc ở nhà cho tới chạy bộ ngoài trời thì không gặp phải hiện tượng kết nối chập chờn nào xảy ra. Và nếu như bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại có hỗ trợ codec là APTX thì bạn còn có thể trải nghiệm thêm âm thanh không dây ở độ phân giải cao hơn. Ngoài ra thì về phần trải nghiệm thì ở trên phần hộp của chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một con chip là NFC. Đối với những bạn sử dụng những chiếc điện thoại được trang bị chip NFC thì chúng ta có thể kết nối một cách dễ dàng và nhanh chóng, giống như ở trên những chiếc tai nghe đến từ nhà Sony vậy. Tiếp theo là về phần app điều khiển thì có thể nói rằng đây sẽ là một chiếc tai nghe nằm trong phân khúc giá khoảng tầm 2 triệu đồng hiếm hoi được trang bị thêm một cái phần app điều khiển. Thì bên trong chiếc tai nghe này sẽ được trang bị con chip đến từ nhà Qualcomm được lập trình sẵn để tích hợp với ứng dụng là Hibi Blue. Với ứng dụng Hibi Blue thì chúng ta có thể tinh chỉnh được rất nhiều thứ, ví dụ như là cài đặt bộ chỉnh âm equalizer, gắn lại các chức năng cho các thao tác chạm đúc và chạm 3 lần, và cuối cùng là cập nhật phần mềm cho chiếc tai nghe này thông qua kết nối Bluetooth. Tiếp theo là về thời lượng pin. Thì để nói về thời lượng pin thì mình thực sự hài lòng về thời lượng pin ở trên chiếc tai nghe này, khi mà với một chiếc tai nghe nằm trong phân khúc giá khoảng tầm 2 triệu đồng nhưng mà chúng ta sẽ có thời gian sử dụng lên tới là 48 giờ. Và chưa dừng lại ở đấy, với một lần sạc đầy ở trên tai nghe thì mình có thể sử dụng nghe nhạc này, xem phim lên tới khoảng tầm là 7 tiếng rưỡi. Nó khá là sát với con số là 8 giờ mà hãng đưa ra. Còn về trải nghiệm thao tác điều khiển, đấy là chiếc tai nghe này có thể thực hiện được đầy đủ tất cả mọi tính năng, ví dụ như là tạm dừng phát nhạc, nách bài, quay trở lại bài, nghe nhận trả lời cuộc gọi, kích hoạt trợ lý ảo và thậm chí là tăng giảm âm lượng. Tuy nhiên thì ở trạng thái mặc định, các bạn muốn sử dụng thao tác là tăng giảm âm lượng thì các bạn phải tải cho mình là app Hibi Blue để có thể thay đổi các chức năng và kích hoạt tính năng này. Và cuối cùng là về phần chất âm, thứ mà các bạn đang quan tâm nhất ở trên một sản phẩm đến từ nhà Moondrop. Thì chiếc tai nghe này bên trong chúng ta sẽ được trang bị một phần driver có đường kính lên tới là 6mm. Tai nghe sẽ được trang bị mạch từ hiệu suất cao, sử dụng nam châm N52, đảm bảo rằng sẽ có mật độ từ thông cao trong mạch từ. Các tính năng này sẽ đảm bảo cho chiếc tai nghe của chúng ta mang lại âm thanh nó sống động hơn nhưng mà vẫn duy trì độ sắc nét. Và trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng là Moondrop Spark thì nó sẽ mang cho mình âm thanh đấy là ấm áp với phản hồi âm trầm khá là tốt. Đầu tiên là phần giải bass, âm sub bass của nó thì cảm giác hơi thiếu một chút. Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn đấy là chiếc tai nghe này không phải được tune âm dành riêng cho các bass hết. Mặc dù các âm trầm vẫn hiện diện nhưng mà về chất lượng thì không quá nhiều, bạn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được từng nốt trầm của bài hát. Nhưng nhìn chung thì chiếc tai nghe này vẫn mang lại cho mình một cái âm trầm nó tự nhiên. Tiếp theo là về phần giải chung,
thì ở giải trung hay là giọng vocal nam thì có kết cấu và độ chi tiết tốt, mà khác thì phần trình diễn của phần vocal nữ thì có vẻ hơi tiếng một chút. Mặc dù vậy thì âm sắc của cả giọng nam và giọng nữ thì đều được làm khá tốt. Thứ mình thấy thích nhất ở trên phần giải trung là chất âm của đàn guitar thì được thể hiện rất tự nhiên, tiếng âm thanh của đàn guitar thì rất là rõ ràng, thậm chí là mình có thể nghe rõ từng chuyển động của bàn tay nghệ sĩ ở trên từng dây đàn. Nhìn chung thì cả tiếng guitar và piano thì được trình bày một cách hài hòa, thiên sáng nhẹ một chút so với bình thường. Về phần âm cao thì chiếc tai nghe này sẽ có một cái phần treble thì được cung cấp với một chất lượng tốt và rõ ràng. Tuy nhiên thì nhìn chung mà nói thì vẫn có một chút an toàn hơn, tiếng cymbal thì nghe rất sắc nét và rõ ràng. Còn cuối cùng là về phần âm trường thì Moondrop Spark thì nó sẽ cung cấp một hiệu suất khá là tốt về mặt tách bạch và sắp xếp nhạc cụ cũng như là giọng hát của ca sĩ. Âm trường của tai nghe thì mình có thể nhận xét rằng nó tương đối rộng, vị trí hình ảnh trong sân khấu âm thanh khá là sống động, sân khấu có độ thoáng vừa phải và cảm giác có chiều sâu tốt hơn một chút. Và vừa rồi là một video review chi tiết cũng như là một vài chia sẻ của cá nhân mình về chiếc tai nghe Moondrop Spark, chiếc tai nghe Trulet đầu tiên đến từ nhà Moondrop. Còn không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này thì đừng quên để lại cho mình một phần ý kiến ở ngay phía bên dưới phần comment của video nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây đã rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.